tiến hành thí nghiệm trong 5 ống nghiệm sạch và khô. Đầu tiên, dùng pipette thủy tinh 10 hút nước cất lần lượt cho vào 5 ống nghiệm với lượng theo như bản hướng dẫn. Tương tự, dùng pipette dung tích tương ứng hút kẽm sunfat lần lượt cho vào 5 ống nghiệm. Cuối cùng, hút 5ml keo sắt cho lần lượt vào mỗi ống nghiệm. Soi độ đục dưới nền đen ghi nhận ống đầu tiên bị đục.